Chỉ còn 2 chặng đua nữa là mùa giải MotoGP 2023 sẽ kết thúc. Cuộc đua đến chức vô địch bây giờ chỉ còn là câu chuyện giữa Francesco Bagnaia và Jorge Martin, một tay đua đang chạy cho Ducati Lenovo Factory Team, một tay đua thì đang chạy cho đội vệ tinh của Ducati. Cả hai đều có sứ mệnh riêng của mình. Bagnaia có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, trong khi đó Jorge Martin muốn trở thành tay đua vệ tinh đầu tiên kể từ Valentino Rossi giành chức vô địch thế giới. Ai cũng có những bí mật riêng, ai cũng có những chiến lược riêng. Cuối tuần này, chúng ta sẽ có chặng đua áp chót của mùa giải diễn ra ở trường đua Lucel International Circuit dưới cát và gió của sa mạc. Đến cuối tuần sau, trong cái lạnh của tháng 11 ở Valencia, Tây Ban Nha, chúng ta sẽ có chặng đua hạ màn mùa giải MotoGP năm nay. Sau đó 2 ngày, mùa giải MotoGP 2024 sẽ chính thức được bắt đầu với buổi test ở Valencia. Nhưng đó là câu chuyện của một tuần nữa, của 10 ngày nữa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích Bagnaia và Martin. Hai tay đua này, ai sẽ có lợi thế, ai sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải MotoGP năm nay. Và các bạn hãy xem đến hết video này, mình sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, mình sẽ nói về cách chạy của Martin và Bagnaia. Hãy bắt đầu với Bagnaia nha các bạn. Bagnaia hiện tại là tay đua có kỹ thuật thắng tốt nhất ở MotoGP. Mình nói vào thời điểm hiện tại, mình không nói những tay đua đã nghỉ thi đấu, chẳng hạn như Valentino Rossi hay là Dovizioso. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại, Bagnaia là tay đua có thể thắng trễ nhất ở MotoGP. Và thành tích của Bagnaia có được là nhờ kỹ thuật thắng này. Bagnaia đã tận dụng rất tốt độ bám cực kỳ ấn tượng của lốp sau Michelin để đưa chiếc xe ra ngoài khi mà anh tiếp cận những góc cua, và anh có thể outbreak, có thể thắng trễ hơn những tay đua khác khi mà tiến vào những góc cua, và từ đó mang rất nhiều tốc độ vào trong góc cua đó. Đó là điểm mà Bagnaia đã tận dụng và đã phát huy một cách cực kỳ xuất sắc ở mùa giải năm nay. Chúng ta còn nhớ có vài chặng chiếc xe Desmo GP 23 của Bagnaia không được như ý, thì các kỹ sư của Ducati đã chỉnh lại rất là nhanh để Bagnaia có được cảm giác thắng quen thuộc đó, và từ đó thì anh cứ tiến bước, và thực sự là rất khó để outbreak Bagnaia vào thời điểm này. Và Bagnaia cũng là một tay đua mà chúng ta rất khó vượt các tay đua khác khi chạy đằng sau Bagnaia. Thực sự rất khó vượt tay đua số 1 của Ducati khi mà anh bảo vệ lai chạy của mình rất là tốt, cũng như là anh có thể thắng trễ hơn, có thể làm thắng sâu hơn các tay đua còn lại. Nếu như Bagnaia ấn tượng với kỹ thuật vào cua và thắng trễ, thì Martin là tay đua nổi bật với kỹ thuật thoát cua. Nếu như các bạn quan sát cách chạy của Martin, các bạn sẽ thấy là Martin luôn đưa cơ thể ra ngoài rất là nhiều. Anh làm như vậy để có diện tích mặt tiếp xúc lớn nhất giữa lốp xe và mặt đường, từ đó tạo độ bám để anh có thể mở ga 100%. Martin là một tay đua cực kỳ nhạy cảm với tay ga, trong khi các tay đua khác chỉ mở ga khoảng 80, 90, 95% khi thoát cua. Nhưng trên chiếc Desmo GP 23 thì Martin, với vị trí cơ thể của mình trên chiếc xe, anh có thể mở ga 100%, và từ đó anh có thể đưa chiếc xe thoát cua một cách nhanh chóng. Sự khác biệt giữa Martin và Bagnaia có thể bị lu mờ. Tại sao lại như vậy? Một tay đua rất giỏi trong chuyện vào cua, một tay đua rất giỏi trong chuyện thoát cua. Tại sao sự khác biệt này lại lu mờ? Đó là cả hai đều cùng chạy chung một chiếc xe, và tất cả dữ liệu của các tay đua ở trong Ducati thì họ đều có thể nghiên cứu, đều có thể sử dụng chung. Do đó, chẳng hạn, nếu như Bagnaia mất thời gian ở khúc cua số 8 và khi mà vào khu vực kỹ thuật của mình, các kỹ sư của Ducati cho Bagnaia thấy là Martin đang chạy rất tốt ở khu vực này, và Martin đã làm cái gì, đã mở ga bao nhiêu phần trăm, đã thắng trễ hơn bao nhiêu mét, áp lực thắng là bao nhiêu, thì Bagnaia cũng có thể bắt chước như vậy. Chính điều đó làm cho sự khác biệt về cách chạy giữa Bagnaia và Martin bị lu mờ phần nào. Nhưng mà mỗi tay đua đều có bí mật riêng của mình, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là nhìn được dữ liệu của nhau nhưng chưa chắc đã bắt chước được cách chạy của nhau. Mình vừa nói qua về cách chạy của hai tay đua này, bây giờ chúng ta sẽ đi đến yếu tố thứ hai, đó là những chiếc xe. Cả Martin và Bagnaia đều chạy chung một chiếc xe, chỉ khác màu xe thôi các bạn.
Barnea chạy chiếc Desmo GP 23 và Martin cũng chạy chiếc Desmo GP 23. Tại sao là như vậy? Các bạn cũng biết là sau khi mà không cho Martin lên Factory Ducati Team á, thì Ducati buộc phải nhượng bộ, buộc phải để Martin cùng chạy chung một chiếc xe với những tay đua Factory khác, có Barnea, có Bastianini. Như vậy, hai chiếc xe của Barnea và của Martin là hoàn toàn như nhau. Ở khía cạnh chiếc xe thì không có tay đua nào vượt trội hơn tay đua nào cả, khi mà Martin cũng có số kỹ sư tương đương với Barnea, tại vì hợp đồng của Martin mặc dù là chạy cho Pramac Racing nhưng mà hợp đồng của Martin là hợp đồng Factory, có nghĩa là Martin được đối xử như một tay đua Factory. Barnea có 10 kỹ thuật viên thì Martin cũng sẽ có 10 kỹ thuật viên. Barnea có đồ chơi mới thì Martin cũng sẽ có đồ chơi mới. Cho nên xét về khía cạnh chiếc xe thì Barnea và Martin tương đương với nhau. Yếu tố thứ ba là chiến lược của các tay đua. Hiện tại Barnea đang dẫn Martin 14 điểm, có nghĩa là nhiệm vụ của Barnea là phải bảo vệ được vị trí của mình. Trong khi đó, nhiệm vụ của Martin là phải tấn công Barnea để giành lấy vị trí số 1. Trong những trận đua vừa qua thì Barnea là một tay đua cực kỳ khôn khéo, anh biết chỗ nào cần tấn công, anh biết chỗ nào cần phòng thủ. Nhưng mà khi mùa giải đi vào những vòng đua cuối cùng, Barnea nhận ra rằng cách tốt nhất để phòng thủ là tấn công, đúng không các bạn? Cách tốt nhất để phòng thủ là tấn công, không cho đối thủ bật ngược lại mình, không cho đối thủ một phút giây nào thoải mái cả. Barnea đã rất quyết liệt trong những trận đua vừa qua và hiện tại thì khoảng cách đã được nới lên một tí xíu là 14 điểm. Trong khi đó, Martin là tay đua không có gì để mất cả, anh đã có một mùa giải hết sức tuyệt vời rồi, và nếu giành chức vô địch mùa giải năm nay thì thực sự là mùa giải năm nay là một mùa giải hết sức trọn vẹn của tay đua số 89 người Tây Ban Nha. Do đó anh sẽ ra sân với tâm lý là full gas 100%, mở ga hết cỡ, chấp nhận những rủi ro để có thể đạt được mục tiêu của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về tâm lý. Các bạn cũng biết là MotoGP không chỉ là kỹ thuật ai hơn ai đâu các bạn, mà gần như 90% là chuyện tâm lý. Tay đua nào mạnh tâm lý thì tay đua đó có thể thể hiện tài năng của mình. Và tay đua nào yếu tâm lý thì cho dù xuất sắc như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để tỏa sáng. Theo mình biết thì gần như bây giờ đội đua MotoGP nào cũng có một người hỗ trợ tâm lý cho các tay đua để họ vượt qua những giai đoạn khó khăn, họ vượt qua được những cú ngã. Khi mà chúng ta ngã xe thì cảm giác như sự tự tin của chúng ta mất đi, cho nên những người hỗ trợ tâm lý đó là những người vô cùng quan trọng. Và mình nghĩ Martin hay là Barnea đều có tâm lý vô cùng vững vàng. Barnea chơi trò chơi đường dài, long game strategy, có nghĩa là biết khi nào cần tấn công, biết khi nào cần phòng thủ. Nhưng mà đối với Martin thì câu chuyện hoàn toàn khác. Martin ra sân là full gas tại vì anh không có gì để mất cả. Anh đã từng đá quả banh áp lực lên Barnea khi mà anh nói rằng nhiệm vụ giành chức vô địch thế giới là của các tay đua Factory chứ không phải là những tay đua vệ tinh. Và nếu mà Martin giành được chức vô địch thế giới năm nay thì thực sự đó là một niềm vinh dự, vinh hạnh cho cả Martin và cho cả đội đua vệ tinh Pramac. Cho nên khi ra sân bây giờ thì Martin cứ chiến đấu 100% khả năng của mình, cứ hết ga, hết số, không phải dè sẻn, không phải e ngại bất cứ một thứ gì cả. Martin còn có một nhiệm vụ cá nhân nữa là chứng tỏ cho giới lãnh đạo của Ducati thấy rằng tại sao họ không chọn anh mà lại chọn Bastianini cho mùa giải năm nay. Nếu Martin đánh bại Barnea để giành chức vô địch mùa giải năm nay á, thì đó là một thông điệp vô cùng mạnh mẽ mà Martin gửi đến giới lãnh đạo của Ducati. Yếu tố tiếp theo đó là sai lầm. Tính tới thời điểm hiện tại á, thì Barnea đã ngã xe ở 4 cuộc đua, trong khi đó là Martin đã ngã xe ở 3 cuộc đua. Đối với một tay đua đua chức vô địch á, thì số lần ngã như thế là hơi nhiều, nhưng mà đó là câu chuyện của MotoGP vào thời điểm hiện tại. Ai cũng chạy sang sát nhau, ai cũng có trình độ và chiếc xe ngang nhau, cho nên là cái chuyện mắc sai lầm là cái chuyện không thể tránh được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì câu chuyện cũng chỉ là giữa Martin và Barnea khi hai tay đua này xuất sắc hơn tất cả các tay đua còn lại để đưa show diễn giành chức vô địch. Chỉ còn lại là câu chuyện giữa hai tay đua này mà thôi. Do đó vào thời điểm hiện tại không tay đua nào được phép mắc sai lầm, không tay đua nào được phép mắc sai lầm, khi mà một sai lầm thôi cũng phải trả giá cực kỳ đắt.
Ví dụ như khi ngã xe ở sprint race hoặc là cuộc đua chính thì số điểm mất đi sẽ rất là nhiều. Sprint race giành chiến thắng là 12 điểm, cuộc đua chính giành chiến thắng là 25 điểm. Do đó, nếu ngã xe thì thực sự là cán cân quyền lực sẽ thay đổi rất nhanh giữa hai bên. Yếu tố tiếp theo là thể chất. Hiện tại thì cả hai tay đua đều hết sức khỏe mạnh và lành lặn. Cả hai đều đã vượt qua những chấn thương dai dẳng của mình. Bác Na, các bạn thấy là chấn thương ở cuộc đua Barcelona đó rất là khủng khiếp ha. Nhưng mà anh cũng đã nhanh chóng trở lại và bây giờ là hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Còn đối với Martin thì anh đang có một mùa giải cực kỳ sung sức. Nếu các bạn theo dõi mạng xã hội của Jorge Martin thì anh đang tận hưởng một cuộc sống ngoài đường đua cực kỳ hạnh phúc và thoải mái. Do đó là ở khía cạnh thể chất này kia thì hai tay đua có thể gọi là ngang nhau. Bác Na, các bạn thấy là nhìn ốm yếu như vậy thôi, nhưng mà thực sự thì anh chỉ cần tập luyện ở những khu vực cơ cần cho việc điều khiển chiếc xe thôi, chứ không cần phải cơ bắp, cũng không cần phải cuồn cuộn như là những người tập gym khác. Tất nhiên họ sẽ có những bác sĩ thể thao để tư vấn tập chỗ nào, nâng cơ chỗ nào. Đó là câu chuyện mà các bạn thấy là nhìn vậy mà không phải vậy. Các bạn nhìn bác Na, các bạn thấy là giống như một thanh niên hết sức bình thường, nhưng mà muscular strength mới quan trọng, tức là sức mạnh cơ bắp để ghi chiếc xe mới quan trọng. Bác Na ưu tiên việc chuyển hướng điều khiển chiếc xe hơn là theo kiểu của Martin là đưa người ra ngoài chiếc xe nhiều như thế. Nếu các bạn quan sát cơ thể của Martin thì các bạn thấy là phần trên upper body của Martin rất là đầy đặn, rất là cứng cáp. Các bạn thấy rất là đã đúng không? Tại vì cách chạy của Martin đòi hỏi cơ thể như vậy để có thể đưa người ra ngoài chiếc xe nhiều như thế. Còn đối với bác Na thì tất nhiên anh được sự tư vấn của những người anh em ở VR46 Academy cũng như là người thầy Valentino Rossi. Cho nên là anh chỉ tập những nhóm cơ quan trọng cho việc điều khiển chiếc Desmo GP thôi, nhưng mà không có chạy theo kiểu extreme như là của Jorge Martin. Do đó là về thể chất, tất cả mọi thứ là ngang nhau, mỗi người đều có phong cách chạy riêng và họ sẽ tập luyện cơ thể của họ theo cái cách chạy đó. Một yếu tố nữa đó là team orders, mệnh lệnh đội đua. Trong những mùa giải vừa qua thì các bạn thấy là Ducati gắn liền với team orders này. Khi mà mùa giải 2022 người ta nói về team orders rất là nhiều, và đến mùa giải năm nay thì ở trong hai chặng cuối cùng của mùa giải này thì liệu Ducati có can thiệp, có tác động để mà Bác Na hay là Martin giành chức vô địch hay không? Thực sự thì hiện tại vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến team order cả. Ở chặng Malaysia vừa rồi thì các bạn thấy là mặc dù có race pace tốt hơn Bác Na, nhưng mà Enea Bastianini đã nhường Bác Na trong cuộc đua sprint, không có lấy vị trí thứ ba của Bác Na, để cho khoảng cách giữa Bác Na và Martin á về điểm số thì không có bị rút ngắn lại. Đây là một hành động mà mình nghĩ Bastianini cực kỳ khôn ngoan, khi mà anh đã gọi là biết thân biết phận, gọi là biết điều đó các bạn, và anh đã tận dụng cơ hội rất tốt ở chặng đua chính ở Malaysia hôm Chủ nhật để giành chiến thắng. Lúc đó thì không có ai tranh cãi như thế nào cả, tại vì thực sự là Bastianini đã thoát đi ngay khúc cua số 1 và từ đó là disappear luôn, không có thấy nữa. Do đó là không có ai nói là Bastianini không biết điều cả. Còn đối với Pramac Racing thì sao? Johann Zarco thì mùa giải sang năm chuyển sang thi đấu cho LCR Honda rồi, cho nên giờ là cũng đất cần, cũng là giúp thì cũng giúp được, mà không giúp thì cũng chẳng sao, cũng chả khe lắm các bạn, không đến mức là phải áp lực như là Enea Bastianini. Và yếu tố cuối cùng là án phạt. Bây giờ cả Martin và Bác Na đều đang có một án treo lơ lửng liên quan đến áp suất lốp. Nếu như mà vi phạm thêm một lần nữa thì cả Bác Na và Martin đều bị trừ 3 giây. Các bạn biết là khi mà chạy ở Valencia hay là chạy ở Lucel á, đó là những trường đua mà các tay đua chạy khá sát nhau, thì phạt 3 giây là một án phạt cực kỳ nặng nề và mất rất là nhiều số điểm. Chẳng hạn như là nếu mà muốn giữ nguyên cái số điểm mà mình giành được á, thì phải cách tay đua ở phía sau là 3 giây hoặc là hơn 3 giây thì mới giành trọn số điểm đó. Còn nếu mà khoảng cách giữa hai tay đua dưới 3 giây á, thì sẽ bị đẩy xuống ở những vị trí thấp hơn và từ đó là nhận được ít điểm hơn. Do đó cả hai tay đua đều phải hết sức cẩn thận với án phạt này.
Và mình nghĩ đây là một điều hết sức đáng tiếc khi mà chức vô địch của mùa giải á, bị quyết định bởi một án phạt không đâu vào đâu cả. Không đâu vào đâu cả. Cho nên là dù sao, nhưng mà dù sao đi nữa, luật vẫn là luật, và chúng ta sẽ chờ xem là Martin và Bagnaia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đua ở Qatar có thể là một vấn đề đó, tại vì thời tiết rất nóng. Mặc dù là đua đêm thôi nhưng mà vẫn khá là nóng ha. Còn đua ở Valencia thì cũng không phải là một vấn đề quá lớn, khi mà tháng 11 á, trời khá là lạnh và mát, cho nên là áp suất lốp không phải là câu chuyện ở Valencia. Nhưng mà ở Lusail, Qatar là một câu chuyện mà đội đua Martin cũng như là đội đua Bagnaia sẽ phải cân nhắc rất là nhiều. Như vậy mình vừa phân tích các yếu tố liên quan đến Bagnaia và Martin. Hai tay đua này là hai nhân vật chính cho show diễn chức vô địch mùa giải MotoGP năm nay. Câu hỏi dành cho các bạn: theo các bạn, ai sẽ là người nâng cúp mùa giải MotoGP 2023? Các bạn hãy để suy nghĩ của các bạn vào trong phần bình luận của video này nha. Và nếu các bạn chưa nghĩ ra thì các bạn cũng gửi một lời chào vào trong phần bình luận của video này để anh em cùng tương tác, cùng thảo luận ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình cũng mong là Bagnaia và Martin sẽ mang đến cho chúng ta một màn trình diễn đẳng cấp ở Lusail và ở Valencia để chúng ta hồi hộp theo dõi cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.